Quỳnh Nga gây tranh cãi khi bình luận về World Cup nữ 2023 trên sóng truyền hình. Quỳnh Nga có phát ngôn khiến khán giả bật cười. World Cup nữ 2023 đang là sự kiện nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Trong một chương trình bình luận trận đấu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy, diễn viên Quỳnh Nga tham gia với vai trò khách mời. Khi được MC hỏi thích đội tuyển nào hơn, sau phim Về Nhà Đi Con liền trả lời, tôi thích đội tuyển Việt Nam, nói thật ra trong tất cả các đội, tôi thấy đội tuyển Mỹ quá mạnh sau rất nhiều trận thắng. Còn ở cuộc đối đầu này, tôi thích Na Uy. Dù sao đây cũng là đội bóng có một cầu thủ rất nổi tiếng là Erling Haaland, người đã cho rất nhiều trái bóng vào khung thành đối thủ. Chia sẻ của nữ diễn viên khiến MC và các khách mời bất ngờ và bật cười. Một khách mời nhanh chóng chữa cháy, nghĩa là Erling Haaland đã truyền cảm hứng cho Quỳnh Nga, khiến Quỳnh Nga yêu thích cả đội nữ Na Uy. Lúc này, người đẹp đã nhận ra sai sót của mình và đồng tình với phần gợi ý của các khách mời tham gia chương trình. Erling Haaland là cầu thủ bóng đá nam nổi tiếng người Na Uy, hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester City. Hồi tháng 6 vừa qua, truyền thông đưa tin Erling Haaland đã đánh bại đối thủ nặng ký Lionel Messi và nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá châu Âu mùa giải 2022-2023 do báo Marca, Tây Ban Nha, trao tặng. Không thể phủ nhận tài năng của Erling Haaland, nhưng anh không có cơ hội góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ Na Uy dự World Cup nữ 2023 vì khác giới tính. Ngay sau khi chương trình lên sóng, phần trả lời của Quỳnh Nga đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và nhận về nhiều tranh cãi. Phần lớn khán giả cho rằng các chương trình thể thao nên mời những người có chuyên môn hay cựu tuyển thủ tham gia bình luận sẽ mang lại nhiều kiến thức và cuốn hút hơn. Đưa một người không am hiểu về bóng đá lên bình luận, tưởng đâu người đẹp sẽ thu hút lượt xem à, nói chung đừng mời các người đẹp lên bình luận bóng đá nữa. Mời các cựu tuyển thủ nữ đi, biết bao nhiêu lần rồi mà các chương trình không rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó cũng có một số bình luận cho rằng không nên quá khắt khe với Quỳnh Nga vì cô là nghệ sĩ, có thể do bối rối nên diễn đạt không rõ ý. Trước Quỳnh Nga, có nhiều người đẹp cũng gây tranh cãi khi tham gia các chương trình bình luận bóng đá. Trong một tập của chương trình nóng cùng FIFA World Cup 2022, Cao Thu Trang là cái tên gây chú ý khi xuất hiện với vai trò khách mời. Người đẹp cũng thừa nhận là fan cứng câu lạc bộ Chelsea nhưng lại ngập ngừng khi nhắc đến tên cầu thủ Raheem Sterling. Tiếp đó, với câu hỏi về thế trận của đội tuyển Anh trong hiệp 1, Cao Trang bất ngờ nói, Chelsea có một thế trận chơi hoàn toàn chủ động khiến bình luận viên phải nhanh chóng đỡ lời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.